xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel YouTube của Workman Gen Z. Thì hôm nay Dũng sẽ giới thiệu đến anh em những cái bộ tủ vít mà đang bán chạy của bên Workro. Thì Workro là những sản phẩm mà bên Workman của mình đang cung cấp và phân phối độc quyền ở Việt Nam. Thì bên mình luôn là tuyển những nhà phân phối và những cái đơn vị kinh doanh đại lý trên toàn quốc. Thì đối với những anh em, những khách hàng nào, những đơn vị nào muốn làm kinh doanh về những sản phẩm Workro thì mọi chi tiết thì mình có để dưới phần mô tả của video này. Ở đây mình có bộ tu vít gồm 18 chi tiết, nó nhiều chi tiết hơn ha. Thì ở đây mình có tất cả những cái tu vít này thì đều được có từ tính ở đầu. Cán thì anh em yên tâm là nó rất là êm tại vì nó có bọc cao su ha. Thì chi tiết của những cái tu vít ở trong thì nó gồm 7 cái tu vít ba ke, 3 cái tu vít đầu sau và 8 cái tu vít dẹt. Thì một cái bộ như vậy thì anh em có thể sử dụng thoải mái ở trong gia đình để sửa những cái thiết bị điện tử trong nhà rất là thoải mái. Và nó có cái khay màu đen như thế này dựng lên thế này rất là chắc chắn nha anh em. Vừa rồi Vũ cũng đã giới thiệu đến anh em bộ sản phẩm tu vít 18 chi tiết với mã sản phẩm là 000807 đến từ thương hiệu Workro. Thì mọi thông tin chi tiết về sản phẩm này thì mình để ở những phần mô tả ở bên dưới video. Thì anh em nào muốn biết rõ hơn chi tiết về sản phẩm có thể link vào những đường link bên dưới. Thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Và nếu anh em nào thấy hay và hữu ích thì vui lòng cho mình một like và chia sẻ để theo dõi những video mới nhất từ Workman GC. Mình là Vũ, xin chào và hẹn gặp lại anh em.